Vâng, xin thưa các bạn, hôm nay Thanh Long Vlog đang đứng tại trung tâm thị trấn, trung tâm khu du lịch sinh thái Buôn Đôn nha các bạn, trung tâm du lịch sinh thái Buôn Đôn. Thanh Long Vlog xin quay lại cái quang cảnh trung tâm du lịch sinh thái Buôn Đôn và đi đường vào nhà lăng mộ vua Bảo Đại. Mình đang đứng cách ngã ba lăng mộ vua Bảo Đại khoảng nửa cây số thôi các bạn. Nghe ông bác ở đây ông nói là nửa cây số thôi, mình đang mời ông. Vâng, du lịch sinh thái Buôn Đôn Ánh Dương. Ánh Dương nó cũng nằm gần đây các bạn, cũng gần gần mà mình chỗ thác Bảy Chánh thì mình cũng đã có làm mấy clip rồi. Mấy clip đây là trung tâm du lịch Buôn Đôn, cầu treo. Và mình xin mời các bạn đi vô khu, vô cái mộ của ông vua Bảo Đại. Nên là ông đang chết và chôn ở đây nhưng mà mình cũng chưa vào lần nào và cũng chưa tin. Mà nghe nói là thật cái mộ ông, bây giờ mình mời một cái ông, nhờ một cái ông anh ở đây mới gặp ông luôn và ông chấp nhận, ông đưa mình vào trong lăng mộ của ông, thì mời các bạn theo mình một bí ẩn mà không lý ông vua Bảo Đại chết chôn ở đây hay sao. Cái sự thật ra mình cũng chưa biết là đã thực sự có hay không, thì mời xin các bạn hãy theo mình và tìm hiểu nguyên nhân và cái chỗ chết của ông vua Bảo Đại. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog thì anh Phạm Phú Quý cũng là một người đồng hành với mình. Và bây giờ đi qua cái mộ của đại vị vua cuối cùng, vua thứ 13 của nước Việt Nam của chúng ta, là vị vua thứ 13, là vị vua cuối cùng của sao anh của đời nhà Nguyễn Việt Nam mình là Bảo Đại, của đời nhà Nguyễn Việt Nam còn vị vua cuối cùng và đang chôn ở tại tại đâu anh? Buôn Đôn, Buôn Na Cao. Giờ đó ông đang tịch ở đây và đã gia đình của ông và đã chôn cất ở đây, và có ai đến thăm viếng ông không? Nhiều người, nhưng mà tôi người dân nên tôi thấy nhiều người. Cái bà vợ Nam Phương Hoàng hậu, ông là chôn ở đâu anh biết không? Chôn ở Đà Lạt. Nam Phương Hoàng hậu là chết chôn ở Đà Lạt. Anh theo anh biết là trong Đắk Lắk này là có bao nhiêu nhà nghỉ của ông vua Bảo Đại không? Dạ thưa chú, có nhiều nhà nghỉ. Con để tôi mua. Bên đây đó. Có nhiều nhà nghỉ của Bảo Đại, tên tộc ổng là Nguyễn Văn Thụy. Nguyễn Văn Thụy là ổng là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Du, là mấy anh em anh nhớ không? Dạ biết, dạ nhớ. Ngô Diệm là tổng thống Ngô Diệm, yeah. Ngô Đình Thục là anh, yeah. Ngô Đình Cẩn là anh, Ngô Đình Du là con trưởng, Ngô Đình Lệ Thủy là em gái. Ngô Đình Lệ Thủy là em gái. Đúng chính xác là ông chết ở tại Buôn Đôn này. Chỗ giờ anh em mình tới đây. Vâng, xin thưa các bạn, đúng là mình ở Đắk Lắk này cũng được 40 năm các bạn, nhưng mà nghe nói là cái chỗ nhà nghỉ ông qua đây, nhà nghỉ của vua Bảo Đại, nhưng mà lần đầu tiên mới đặt chân đến đây và cũng lần đầu tiên biết là xác thân của vua Bảo Đại đã tích ở tại Buôn Đôn này. Bây giờ hai anh em chúng tôi là Thanh Long Vlog và mời các bạn vô khu nhà mồ đây các bạn, khu văn hóa nhà mồ cách 500 km trung tâm du lịch Buôn Đôn. Xin mời các bạn cùng Thanh Long Vlog đến nơi an nghỉ cuối cùng của đời nhà Nguyễn, tổng thống của đời nhà Nguyễn, tức là Bảo Đại là gì, tên gì vậy? Bảo Đại, tên tộc ổng là Nguyễn Văn Thụy, ổng không phải là tổng thống mà ổng là vua Bảo Đại. Vua tổng Bảo Đại là vâng, xin lỗi, ổng là vua Bảo Đại Nguyễn Văn Thụy của
đời nhà cuối cuối đời nhà Nguyễn, cuối đời nhà Nguyễn là ông là một vị vua thứ 13 của nước Việt Nam chúng ta, nước Văn Lang chúng ta. Vâng. Vâng, xin thưa các bạn, có một ông anh ông dẫn vô nữa là cái mộ của vua Bảo Đại với các bạn, vị vua cuối cùng của đời nhà Nguyễn mà vị vua thứ 13 của người Việt Nam của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta, đất nước Âu Lạc của chúng ta. Nhưng mà thực tế Thanh Long Vlog đang đứng trong này, ông vua Phan sẽ gì anh? Vua Phan Xin. Phan Xin Úc là thời Bảo Đại đây. Dạ. Nhưng mà tôi phải nói ông cắt máy tôi nói ông rõ ràng nè. Dạ. Hai cái mồ này ông thấy có giống nhau không? Dạ. Đúng rồi, cái mồ này giống nhau nhưng mà hơi nhỏ. Cái công thức và cái biểu tượng của cái ngọn tháp thì giống nhau. Đúng cách rồi. Làm giống nhau. Dạ. Nhưng mà tôi thưa với chú nè, công cháu bắt trước. Không, cái đó. Đây mới là chính nè. Đây mới là chính là vua Bảo Đại đây. Vua Phan Xin Úc. Phan Xin Úc chứ không phải là vua Bảo Đại. Không phải. À. Đây nè, em ông vua Phan Xin Úc. Vua. Này là lớn nhất ở đây. Chứ không phải là vua Bảo Đại ở đây hả? Nó nằm ở trong khu vực này mà tôi Bảo Đại tức là Nguyễn Thị tôi không biết ở chỗ nào. Không biết là mộ ông vua Bảo Đại ở chỗ nào. Tôi biết cái nhà săn bắn của ông. Thôi xin cho con đây có viết cái chữ Pháp vậy anh ơi. Xin cho cô bà cái thằng cái mất. Đây có chữ Pháp này. Chết cha rồi. Hồi xưa mình quên đọc học tiếng Pháp các bạn ơi. Bây giờ đây là toàn tiếng Pháp không ạ? Đây. Sách An Ba Công. Sao có để An Ba Công anh vô đây đi cũng sao đâu. Cái gì A Sát luôn Thị Giang A Ma Công Anna nè các bạn có gì A Ma Công này các bạn bên đây cũng có là A Ma Công này nhưng mà cái mộ A Ma Công là dưới kia chứ không phải ở đây thành ra là không biết ở đây chữ Pháp là chữ gì mà không biết rồi mộ A Ma Công ở Buôn Trí anh ở đây là Buôn Luông dạ 1947 đến 12 thôi thì mình không biết đây các bạn ơi cái mộ này hình như bị chất mộ kết rồi các bạn ơi vô như các bạn để chất che mình ha xin lỗi các mình bó cái điện pin nó ngồi rồi các bạn ơi bây giờ cái mộ đi bị mộ kết rồi mối nó mộ đây kết rồi anh ơi mối nó đùng với dơi một mối xe ông ông cắt chìa khóa đầu có dạ sao để tôi nói nè dạ cái mồ này á rồi còn cho gần nếu như tôi sinh 50 thì cái này khoảng 4 mái thì gần hơn 70 năm ông Si A Núc là hình như bị ông vua Phan Xin Úc với Si A Núc là vua của Campuchia vua cái Campuchia. Còn ông này cũng giống là Phan Xin Úc là ông vua voi vua voi nhưng mà cũng vua đi bắt voi đó cũng dòng họ của Si A Núc là có người Campuchia ông là con gốc người Campuchia luôn á sao không ông lấy vợ người Mano vậy là không phải vua Bảo Đại các bạn mình nói là cái mộ vua Bảo Đại nhưng mà không phải bây giờ nè tôi mời ông dẫn chứng nha người giỏi nhất ở đây tới ổng hỏi vua Bảo Đại tôi sợ ổng cũng không biết bằng tôi vì gì. Ông nội là A Ma Thu ông nội ông vua Bảo Đại là A Ma Thu A Ma Thu đây á hả sinh được 480 con cái voi cầu gì nữa trong đó là có một con voi bạch với một ông cháu là ông vua cái cầu gì nữa đây là A Ma Thu phải không cái cầu gì nữa vậy thì đó anh em có đọc trong sứ thì anh em biết nhưng mà nói là ông Si A Núc thì em mới lần đầu tiên em nghe nhưng mà đây là chính ông A Ma Thu và ông tượng ông A Ma Thu có thờ bên khu du lịch Buôn Đôn Thanh Hà chính xác chưa thác bảy nhánh đúng rồi thác bảy nhánh đó dạ. Đây là mộ làm gì thác bảy nhánh mà thờ cái buôn nó cao đây các bạn đây là mộ ông già ông nội của A Ma Thu
À, ông nội có Amacong, ông nội Amacong. À, đúng rồi, mà tôi thấy có viết cái chữ tiếng Pháp mà ở trên đó là có chữ Amacong. À, chắc có lẽ là coi như ông nội của Amacong thành là ông nội của Amacong, xin báo lại là ông nội Amacong là sinh được 408 mấy 10 con voi đó, mà được một con bạch tượng. Với ông Amacong được một con voi bạch tượng thì mới cho vua Báo Đại 1951, ông vua Báo Đại mới nghĩ lại cái tình cảm của ông Amacong, biếu ông một con vua bạch tượng. Thành ra là trên châu Á này có hai con vua bạch tượng thôi, thì biếu Amacong ông vua Báo Đại. Vua Báo Đại mới xây làm lễ bỏ mã cho ông Amacong là 7 ngày 7 đêm tại ở Buôn Đôn này. Và cái mộ của ông Amacong cách chỗ tôi với ông anh đứng đây là khoảng hơn một cây số. Không, đây mà. Mình mộ ông Amacong. Mộ Amacong là hơn cây số, còn ông nội của ông Amacong là đây. Cách 20 mét. Đó, 20 mét, mà cái cách làm cũng giống như cái mộ của ông Amacong. Cái công thức làm cái kiểu mộ đó là cũng giống như của người kia. À, xin báo các bạn chứ không phải là của mộ của ông vua Báo Đại. Thì mình xin đính chính lại. Thì thôi bây giờ này là cái lần đầu tiên mình vào trong cái mộ. Cái mộ gần bên kia là ông nào? Em cũng ông Thu này. Ông này 7 giờ. Ông 7 giờ. Em ông Amathu. Ông Y Thu Cờ Nui gì đó. Y Thu Cờ Nui là hình như ông nội của ông Amacong. Còn ông em là Y Thu Cờ Nui là ông này. Thì đó thôi mình không biết, thì thôi mình xin tất cả cũng các chư hương linh đây cũng thông cảm, tại vì mình có thể sinh sâu mà muốn tìm ra cái tiểu sử của quý ngài nhưng mà cũng chưa biết có một cái người nào mà để hướng dẫn. Thì hai anh em hay cũng là tạm hiếu vậy thôi, nhưng mà có đờ chữ là của ông, hình như ông nội của Amacong đó là có chữ trong đó. Còn cái mọi bên này là một kết rồi, cũng giống như bây giờ này là trên đó người là cũng giống tơ nhện hết rồi đó. Một đó đúng một kết anh. Thì thôi bây giờ mình làm ở đây rồi anh cho tôi anh em mình ra cái nhà 100 năm nhà Mà Lĩnh là nhà ông Amacong. Nhà 100 năm của Amacong, mà cũng gần nhà, gần mộ ông luôn, gần mộ ông Amacong luôn, và gần ở đây luôn, cách đây khoảng một cây số. Thì từ ở Buôn Đôn này ra trung tâm ngã 6 là trên 40 cây số các bạn. Thì nếu mà các bạn có đi vào trong khu du lịch này là trung tâm du lịch chơi cầu treo Bản Đôn. Cầu treo Bản Đôn, trung tâm du lịch sinh thái cầu treo Bản Đôn. Thì Thanh Long Vlog xin thân chào. Anh nói tiếng khúc tiếng Anh chào đi. Good luck. Good luck. See you again. Gặp lại. Gặp lại, xin chào, gặp lại. Xin chào và xin bye bye.